Chiều ngày 19 tháng 3, khóa tu tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 600 hành giả trẻ tham dự. Trong khuôn khổ khóa tu, hơn 600 hành giả đã được lắng nghe những chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và con đường đến với đạo Phật của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, pháp danh Diệu Tiên trong talk show Vì sao tôi theo đạo Phật? Đến với talk show đặc biệt này, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thụy Tiên đã có những chia sẻ về tuổi thơ cuộc sống công việc và những trải nghiệm có giá trị của cô trong cuộc sống. Hoa hậu Thụy Tiên cũng có những bộc bạch, đến với Đạo Phật đó là một cơ hội lành, thù thắng và vô cùng đặc biệt. Từ nhỏ, tuổi thơ của cô cũng gắn liền với những buổi tối đến chùa tụng kinh lễ Phật như những người Pháp tử thuần thành. Thụy Thiên chia sẻ cô có niềm tin sâu sắc vào quy luật nhân quả mà cô tiếp cận được trong quá trình tìm hiểu học tập giáo lý của Đạo Phật. Chia sẻ về triết lý hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là con đường đang đi, giải thoát không phải là đích đến, giải thoát là con đường đang đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thụy Thiên cho rằng đó chính là châm ngôn, tôn chỉ mà cô thường dùng để nhắc nhở bản thân, thiết lập cho chính mình đời sống an vui hỷ lạc trong phút giây hiện tại. Hiện nay, Thùy Tiên dành quỹ thời gian của mình để hành thiền, cảm nhận được những thay đổi trong đời sống nội tâm của bản thân. Nhân đây, Hoa hậu Thùy Tiên cùng với hơn 600 hành giả trẻ tham gia khóa tu, có một phút thực tập thiền quán trong chánh niệm. Chia sẻ về hành trình thiện nguyện và những dự án mà Thùy Tiên đang triển khai, Cô cho biết, với mong muốn sang sẻ bớt những thiếu thốn của cộng đồng mà cô cùng các cộng sự đã nỗ lực với những chuyến đi thiện nguyện khắp các khu vực khó khăn trong và ngoài nước. Thủy Tiên cũng cho rằng, từ thiện có giá trị khi nó xuất phát từ tâm, từ tình thương yêu chân thật. Qua đây, Hoa hậu Thủy Tiên cũng mong muốn các bạn trẻ tham gia khóa tu, hãy cố gắng dành thời gian đóng góp cho xã hội thông qua những việc làm cụ thể. Cũng nhân buổi giao lưu, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thụy Tiên đã dành thời gian lắng nghe và trả lời các câu hỏi của những hành giả trẻ tham gia khóa tu.